Tại Hà Nội, công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã làm rõ ba đối tượng liên quan tới vụ chém thiếu nữ thương tích xảy ra vào dạng sáng ngày mùng 7 tháng 5. Các đối tượng bao gồm NTD sinh năm 2007 ở quận Đống Đa Hà Nội, KAD sinh năm 2007 và DHD sinh năm 2007, cả hai cùng ở quận Hai Bà Trưng. Công an xác định vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 7 tháng 5, NVC sinh năm 2007 ở quận Tây Hồ, Hà Nội điều khiển xe máy chở theo NHI sinh năm 2006 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội di chuyển trên phố Hàng Bài dễ hướng Hai Bà Trưng cùng đi còn có một thanh niên điều khiển xe máy Honda Way. Khi đi đến số nhà 27 Hai Bà Trưng thì bị ba thiếu niên đi xe máy ngược chiều, chặn, đâm, khiến cho xe của NVC và NHI đổ ra đường. Ngay sau đó, ba đối tượng định đuổi đánh thanh niên đi xe máy Honda Way, nhưng người này đã phóng xe bỏ chạy. Thấy ba đối tượng có hung khí nên NVC đã vứt xe bỏ chạy về hướng phố Hàng Bài. Sau đó nhóm đối tượng lao vào dùng hung khí để đánh NHI, đập phá xe của NVC rồi rủ nhau lên xe bỏ đi. Chị Y được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, công an vào cuộc điều tra làm rõ danh tính của các đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, cả ba thiếu niên khai nhận, trước khi xảy ra vụ việc, vào khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi xe máy từ xã Đàn, Đống Đa, Đà, Hà Nội, rẽ sang Phạm Ngọc Thạch để về nhà, thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy Honda Way đuổi đánh, dùng chai thủy tinh để ném, sau đó còn đập phá xe. Vì vậy, cả nhóm rủ nhau mang theo hung khí đi tìm đối tượng đi xe Honda Way để trả thù. Diễn biến sau đó, vì nghĩ rằng đó là những người trong nhóm trên đã đánh mình nên ba thiếu niên này đuổi theo và gây ra vụ chém người trên khiến cho chị Y bị thương dẫu là người sai phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tuy nhiên đó cũng có phần lỗi của người làm cha làm mẹ nếu có cách giáo dục con em mình đúng cách thì sẽ không xảy ra những vụ án nghiêm trọng như vậy vụ việc này cũng là một bài học cho gia đình về việc quản lý giáo dục với trẻ vị thành niên